sau hơn 3 tháng ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 20 tháng 10 và Tân Phú đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số lượng hành khách, kể cả các phương tiện vận tải qua phà đều giảm trên 50% so với trước khi chưa có dịch. Điều đáng ghi nhận là việc tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 được Ban Quản lý Bến phà Tân Phú thực hiện nghiêm túc. Tuân thủ các biện pháp phòng bệnh của Bộ Y tế dẫn, đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách. Không ồn ào tấp nập như khi chưa có dịch COVID-19 bùng phát, phà Tân Phú đã trở lại hoạt động trong nhiều ngày qua nhưng rất vắng khách. Tại khu vực bán vé có trang bị nước sát khuẩn, hành khách trước khi mua vé đều tự giác khử khuẩn tay. Bên trong nhà chờ, dưới mặt nền có những vạch kẻ màu trắng, mỗi vạch cách nhau 2m, quy định cho khách dựng xe. Ngoài ra, Ban Quản lý Bến còn bố trí loa phóng thanh và thường xuyên tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Bồn rửa tay và nước sát khuẩn được trang bị đầy đủ sạch sẽ. Đối với các phương tiện ô tô, khi vào khu vực bãi đậu, được bảo vệ bến phà nhắc nhở việc quét mã QR trước khi xuống phà. Riêng tại khu vực Ban Quản lý Bến phà có bố trí phòng cách ly y tế và đầy đủ các trang bị phòng khi chẳng may xảy ra những trường hợp bất thường. Trên mỗi chuyến phà, hành khách đều giữ khoảng cách an toàn và thực hiện tốt việc mang khẩu trang. Tâm trạng chung của những hành khách khi đi trên chuyến phà đều cảm thấy vui, phấn khởi và luôn ý thức cao trong việc phòng chống dịch COVID-19. Mong muốn là coi như hành khách mình cũng có cái cự ly cho nó hơi rộng một tí, với cho mau hết dịch, cho bà con được yên ổn làm ăn thôi. Bà con mình nên đeo khẩu trang là tốt nhất. Trước đi mỗi ngày, bây giờ dịch ít có đi lắm. Khi xuống phà ở đây là phải thực hiện theo cái phòng chống Covid thì anh thấy nó như thế nào? Nó cho an toàn cho mình thôi, mỗi người giữ khoảng cách, nó an toàn cho mình, an toàn chung hết luôn. Đối với thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ làm việc trên phà đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Anh Quỳnh Thái Sung đã có hàng chục năm trong nghề thuyền trưởng, cảm thấy phấn khởi khi phà trở lại hoạt động. Anh càng yên tâm hơn khi mọi hành khách, tài xế xe và kể cả nhân viên bến phà đều ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh. Khi mà được hoạt động thì mình cũng cảm thấy mừng, tại vì có cái điều kiện để bà con đi lại. Chứ lúc đầu thì thấy bà con đi lại không được thì thấy cũng tội nghiệp bà con. Thì mình cũng theo cái thông điệp của Bộ Y tế, vấn đề 5K, coi như là khẩu trang, khử khuẩn, rồi là khoảng cách, không tụ tập. Với là coi như có gì khai báo y tế thì cái đó là cái điều là rất hay mà mọi người nên thực hiện theo. Phà Tân Phú hiện có 3 chiếc phà loại 100 tấn. Trước đây khi chưa có dịch COVID-19, phà thường xuyên hoạt động 2 chiếc, thậm chí ngày lễ tăng lên 3 chiếc. Hiện nay, do lượng khách không đông nên chỉ bố trí một chiếc và chạy liên tục từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Từ 20 tháng 10 đến nay thì cái lượng hành khách qua phà Tân Phú thì cũng không đông. Do đó bến phà Tân Phú chỉ phục vụ là thời gian vượt sông thì nó cũng khoảng từ 20 đến 25 phút. Và trong thời gian sắp tới thì để đảm bảo vấn đề về cái giãn cách đối với hành khách thì trong điều kiện mà nếu mà từng bước khách đông thì chúng tôi sẽ đưa ra 2 phà. Để phục vụ liên tục cho hành khách thì nó đảm bảo được cái khoảng cách nó cũng sẽ giãn hơn. Bến trưởng phà Tân Phú Lê Văn Thể cho biết thêm, doanh thu mỗi ngày của bến phà từ ngày 20 tháng 10 đến nay đạt khoảng 15 đến 16 triệu đồng, so với khi chưa có dịch COVID-19 giảm hơn phân nửa. Tuy nhiên, mặc dù giảm số lượng hành khách, giảm doanh thu, phà vẫn hoạt động để tạo thuận tiện trong lưu thông của người dân và luôn tuân thủ nghiêm những quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, kể cả những người phục vụ tại bến phà.